Hôm 29 tháng 11 vừa qua, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã pháo kích dữ dội dọc theo bờ Tây sông Dnipro. Quân Ukraine đối mặt với điều kiện chiến đấu khắc nghiệt tại Donbas khi chiến hào của các binh sĩ nước này đã trở thành đầm lầy. Mới đây, quan chức Nga nói Ukraine đang biến Kherson thành căn cứ quân sự, sẵn sàng xóa sổ khu vực này. Ukraine cật lực kêu gọi viện trợ hệ thống phòng không Patriot để đối phó với các đợt tấn công tên lửa của Nga. Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga gay gắt về việc NATO cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine. Ngoại trưởng Canada nói hỗ trợ quân sự là cách củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán. Tổng thống Zelensky mới đây cho biết số tiền tái thiết Ukraine là hơn 1.000 tỷ đô la. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính chào quý vị đã đến với những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại Nga và Ukraine. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Hôm 29 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội Nga đang tham gia tập trận quân sự tại nước láng giềng Belarus. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ đang được huấn luyện với cường độ cao. Vào tháng trước, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo rằng gần 9.000 binh sĩ Nga sẽ đóng quân tại nước này. Những binh sĩ này thuộc nhóm quân khu vực nhằm lập ra để bảo vệ biên giới. Trước đó, Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko cho biết quân đội của ông sẽ triển khai tập luyện cùng lực lượng Nga gần biên giới với Ukraine, nói rằng Belarus đang hành động để chống lại các mối đe dọa từ Ukraine lẫn phương Tây. Ông Lukashenko cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng Belarus sẽ không bị lôi kéo vào cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, và gần đây ông đã khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình nên diễn ra vào ngay bây giờ. Vào cuối tháng trước, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Ukraine đã tăng cường lực lượng ở khu vực phía bắc gần Belarus để chống lại bất kỳ cuộc tấn công mới nào mà Nga thực hiện thông qua biên giới. Vừa qua, các quan chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đã pháo kích vào nhiều khu định cư dọc theo bờ Tây sông Dnipro phía nam tỉnh Kherson, trong đó bao gồm cả khu vực mà Ukraine mới giải phóng. Một quan chức chính quyền Kherson, ông Sehi Klan, nói trong một cuộc họp rằng đối phương đã nã pháo vào hầu hết các khu định cư dọc theo sông Dnipro trong ngày 29 tháng 11. Tuy không có thương vong xảy ra, nhưng nhiều cơ sở năng lượng đã bị hư hại. Ông Klan cho biết các nhân viên điện lực đang nỗ lực làm việc để khôi phục lại hoàn toàn nguồn cung điện cho thành phố Kherson. Các bệnh viện đã được ưu tiên cung cấp điện trước. Nguồn nước vẫn chưa thể cung cấp đầy đủ trở lại cho người dân thành phố, và hiện chỉ có 20% người dân Kherson kết nối được với Internet. Tuy quân đội Ukraine đã kiểm soát lại được thành phố từ giữa tháng 11, nhưng gần đây lực lượng Moscow đã pháo kích trở lại vào nơi này, khiến nhiều người dân Kherson phải di tản đến một nơi khác an toàn hơn. Tại vùng Donbas, chiến hào của các binh sĩ Ukraine đã bị ngập nước và bùn do những cơn mưa của mùa đông. Một chiến sĩ Ukraine tên Petro chia sẻ với Reuters rằng anh phải dùng xô để dọn sạch các chiến hào ngập nước. Anh nói, chúng tôi đang gặp một chút khó khăn vì mưa và sương giá, nhưng nhìn chung vẫn ổn, chúng tôi vẫn chịu đựng được. Mưa lớn và nhiệt độ giảm dần đã làm cho tình hình tại các chiến tuyến khó khăn hơn. Trước chiến công vang dội ở thành phố Kherson, lực lượng Ukraine muốn duy trì thế chủ động trên chiến trường ngay cả khi điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Tại một số vị trí ở phía nam vùng Donbas, các binh sĩ đã cho phóng viên của Reuters xem những chỗ ngập bùn xung quanh vị trí đóng quân. Bất chấp điều kiện khắc nghiệt, một chiếc xe tăng của Ukraine vẫn có thể dễ dàng tăng tốc trên con đường trơn trượt và đầy bùn. Đầu tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói với Reuters rằng mùa đông tồi tệ cũng sẽ là cơ hội để cả Kiev và Moscow phục hồi khả năng chiến đấu. Mùa đông làm chậm lại mọi hoạt động trên chiến trường, các binh sĩ sẽ được nghỉ ngơi. Hôm 29 tháng 11, cố vấn của thống đốc khu vực Kherson, ông Alexander Markevich, nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Ukraine đang xem thành phố Kherson là một căn cứ quân sự và sẵn sàng xóa sổ khu vực này. Ông Markevich nói, quân Ukraine đang xây dựng pháo đài ở khắp mọi nơi. Họ thực sự sẵn sàng xóa sổ Kherson. Tôi nghĩ họ không coi đây là một thành phố mà là một căn cứ quân sự. Theo ông, hiện cư dân đang rời Kherson vì thành phố hầu như không có nước và điện. Ông cũng nhấn mạnh rằng cư dân thành phố đang bị ngăn cản không cho di chuyển đến bờ tây sông Dnipro. Trong khi đó, vào hôm 28 tháng 11, phía Ukraine thì tố lực lượng Nga đã pháo kích 258 lần vào 30 khu định cư ở khu vực Kherson trong một tuần qua. Theo Ukraine, các lực lượng Nga đã rút lui khỏi bờ tây sông Dnipro vào đầu tháng này, nhưng đã pháo kích
vào các thị trấn và làng mạc, bao gồm cả thành phố Kherson. Tháng trước, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố Nga đang cố gắng biến khu vực Kherson trở thành vùng đất không có người ở sau khi liên tục sơ tán người dân. Mới đây, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết quân đội Moscow đã bắn tên lửa hành trình được thiết kế có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào các mục tiêu ở Ukraine nhằm làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí phòng không của Kiev. Quan chức giấu tên này tiết lộ quân đội Nga có khả năng đã loại đầu đạn hạt nhân ra khỏi tên lửa hành trình và chỉ bắn tên lửa không có trang bị vũ khí vào các hệ thống phòng không của Ukraine. Vị quan chức đã trích dẫn thông tin từ tình báo Anh Quốc. Một số hình ảnh ghi lại đã cho thấy mảnh vỡ của một tên lửa hành trình bắn vào một cơ sở ở Ukraine. Loại tên lửa này được thiết kế vào những năm 1980 và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Quan chức Lầu Năm Góc nói với các phóng viên rằng lực lượng Nga chắc chắn đang dùng vũ khí này để giảm thiểu sức mạnh của các hệ thống phòng không mà Kiev đang sử dụng. Trước đó, Lầu Năm Góc đã nhận định việc Nga liên tục tấn công tên lửa nhằm làm giảm sức mạnh phòng không của Ukraine và tiến tới thống trị vùng trời của quốc gia này. Cũng vì vậy, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã nỗ lực cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến cho Kiev để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Moscow. Hôm 29 tháng 11, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat, đã phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia rằng việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine là một vấn đề chính trị nhạy cảm, nhưng nếu nhận được Patriot, các phi hành đoàn của Ukraine có thể làm chủ được khẩu đội này chỉ trong vòng vài tuần. Ông Inat cho biết, chúng tôi đã làm chủ được Iris và NASAM. Các quân nhân của chúng tôi vẫn còn khá trẻ, nhưng họ là những người khá thành thục và được đào tạo bài bản. Họ chỉ mất vài tuần để thành thục cách sử dụng các thiết bị hiện đại này. Do đó, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì với việc đào tạo. Cái chúng tôi cần là thiết bị mà thôi. Ông cũng giải thích rằng tầm bắn của Patriot là 150 km. Vì vậy, hệ thống này được chuyển giao cho Ukraine càng nhiều, thì tuyến phòng thủ này sẽ càng chặt chẽ hơn. Vào hôm thứ Hai tuần trước, Đức đã hỗ trợ Ba Lan triển khai các hệ thống phòng thủ chống tên lửa Patriot ở biên giới Ba Lan, Ukraine sau khi một tên lửa đã rơi trên lãnh thổ Ba Lan làm hai người thiệt mạng. Về phần mình, Ba Lan cũng đã đề nghị Đức triển khai các hệ thống này ở phía biên giới Ukraine. Bà Christine Hohmann, quan chức chính phủ Đức cho biết, phía Đức đang thảo luận với đồng minh Ba Lan về ý tưởng chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine. Vào ngày 29 tháng 11, Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki một lần nữa kêu gọi chuyển Patriot đến Ukraine. Cùng ngày, nói chuyện với các nhà báo ở Bucharest sau cuộc họp cấp Bộ trưởng NATO, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine, ông Dmitry Kuleba, đã tiếp tục kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí nhanh hơn. Ông Kuleba nói, chúng tôi đánh giá cao những gì các đối tác đã làm, nhưng xung đột hiện vẫn tiếp diễn. Chúng tôi đã chứng minh rằng Ukraine có thể đánh bại Nga, rằng chúng tôi có thể cùng nhau giành chiến thắng vì lợi ích của toàn liên minh xuyên Đại Tây Dương và thế giới. Hôm thứ Ba, 29 tháng 11, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã lên tiếng cảnh báo NATO khi liên minh quân sự này cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Theo Reuters, ông Medvedev là một người ủng hộ mạnh mẽ hoạt động quân sự đặc biệt của Moscow trên lãnh thổ Ukraine và ông thường xuyên đăng tải những bài viết chỉ trích phương Tây gay gắt lên mạng xã hội. Trong bài đăng trên Telegram gần đây, cựu Tổng thống Nga cho rằng nếu NATO cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho chế độ Kiev, thì đó đồng nghĩa với việc NATO sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Moscow. Trước đó, ông Medvedev cũng đăng tải bài viết với nội dung Thế giới văn minh không cần NATO. Liên minh này nên hối hận vì đã hậu thuẫn cho Ukraine. Trong khi đó, các bộ trưởng NATO đã lên án các đợt tấn công liên tục của Moscow nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đẩy người dân quốc gia này vào một mùa đông khắc nghiệt chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Hôm 30 tháng 11, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, ông Pat Ryder cho biết trong một cuộc họp báo rằng ngay bây giờ, Mỹ không có kế hoạch cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Ông nói, phía Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận khi có nhiều thông tin hơn về phương diện này. Chúng tôi sẽ thông báo sau. Trước đó cùng ngày, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo sau ngày đầu tiên của cuộc họp cấp Bộ trưởng NATO rằng NATO đang thảo luận về khả năng cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất bao gồm một tên lửa dùng để đánh chặn trên không và một hệ thống radar nhằm ngăn chặn các đầu đạn của tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Ngày 29 tháng 11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố sẽ chuyển giao thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine. CNN dẫn lời ông Scholz phát biểu trong một cuộc họp báo, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hệ thống phòng không hữu hiệu này cho quân đội Kiev. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo nước Đức
Trong đó, ông Zelensky đã kể về những đợt không kích vừa qua của lực lượng Moscow, khiến cho người dân Ukraine rơi vào tình cảnh thiếu điện, thiếu nước và nhiệt để sưởi ấm trong mùa đông. Theo phát ngôn viên của chính phủ Đức, ông Stefan Heinstreich cho biết, Thủ tướng Scholz đã lên án những hành động của Nga và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chính quyền Kiev trong thời gian tới. Ông Scholz cho rằng, hệ thống pháo binh và phòng không mà Đức cung cấp cho quân đội Kiev có tác động rất lớn đến khả năng đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đến nay, chính quyền Berlin đã cung cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá 56 triệu euro nhằm giúp các nhà chức trách Ukraine sửa chữa nguồn điện. Bên cạnh đó, Đức cũng gửi 350 máy phát điện giữa lúc Ukraine chìm trong bóng tối do các đợt pháo kích của Nga. Hôm 30 tháng 11, hãng thông tấn Ukrform dẫn lời Ngoại trưởng Canada bà Melanie Joly cho biết, cộng đồng quốc tế sẽ củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga vào tương lai bằng cách hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Cụ thể, bà Joly nói rằng, Nga hoàn toàn không muốn ngồi vào bàn đàm phán. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta lúc này là củng cố vị thế của Ukraine trên thực địa thông qua viện trợ quân sự, chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ tài chính. Khi chúng ta làm như thế, chúng ta đang củng cố vị thế cho Ukraine trên bàn đàm phán. Bà nói thêm rằng, Canada vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine vượt qua một mùa đông khó khăn, mặc dù việc chấm dứt xung đột với Nga vẫn còn ở ngoài tầm với. Nhà ngoại giao hàng đầu Canada nói, chúng tôi cần đảm bảo rằng người Ukraine có thể vượt qua mùa đông khó khăn này. Đồng thời lưu ý rằng, các bộ trưởng năng lượng từ các nước NATO đang tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Trước đó vào ngày 29 tháng 11, các ngoại trưởng các nước NATO đã tổ chức cuộc họp 2 ngày tại Bucharest để thảo luận về các vấn đề quan trọng nhất trong an ninh của Liên minh xuyên Đại Tây Dương. Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmitry Kuleba cũng tham gia cuộc họp. Hôm 30 tháng 11, theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ cần hơn 1.000 tỷ đô la để tái thiết Ukraine và hiện Kiev đang có kế hoạch thúc đẩy viện trợ của phương Tây bằng cách trao cho họ quyền bảo trợ đối với một số khu vực và thành phố. Ông Zelensky nói rằng, chúng tôi đã thu hút hàng chục quốc gia đối tác tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine. Toàn bộ chi phí theo ước tính là hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Theo ông, Ukraine đang lên kế hoạch khởi động chương trình bảo trợ cho phép các chính phủ và công ty quốc gia tham gia vào việc tái thiết một khu vực, thành phố, khu vực kinh tế hoặc doanh nghiệp nhất định. Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng một số quốc gia bao gồm Pháp, Vương quốc Anh, Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc cũng đã bày tỏ sự quan tâm về vấn đề này. Trước đó vào ngày 25 tháng 10, Tổng thống Ukraine đã cho rằng nhiều quốc gia vẫn còn đang miễn cưỡng trong việc tài trợ cho công cuộc tái thiết Ukraine, đồng thời nói thêm rằng chính phủ Kiev vẫn chưa nhận được các khoản tài trợ nào. Hôm 30 tháng 11, New Zealand và Phần Lan đã tái khẳng định cần thiết trong việc tiếp tục viện trợ quốc tế cho Ukraine cho đến khi xung đột Ukraine kết thúc theo các điều kiện do Kiev đặt ra. Đồng thời, hai nước cũng khẳng định lại sự ủng hộ vững chắc của mình đối với chủ quyền Ukraine. Theo Reuters, Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Ardern và Thủ tướng Phần Lan bà Sanna Marin cũng hoan nghênh nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về việc thành lập một phái đoàn tìm hiểu tình hình đến Iran để điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở nước này. Ở châu Âu, lạm phát và giá năng lượng đang vô cùng cao. Vì vậy, chúng ta cần đảm bảo xung đột phải dừng lại càng sớm càng tốt và Ukraine phải là bên chiến thắng. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta, cần sức mạnh cứng rắn để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Bà Ardern hoan nghênh cam kết của Phần Lan trong việc đảm bảo hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Dự kiến hiệp định sẽ được phê chuẩn và ký kết sớm sau khi hoàn tất vào đầu năm nay. Hiệp định thương mại dự kiến sẽ tăng xuất khẩu của New Zealand sang EU lên tới 1,8 tỷ đô la New Zealand, tương đương 1,12 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Các thủ tướng cũng thảo luận về một loạt vấn đề địa chính trị, bao gồm suy thoái kinh tế toàn cầu, tình trạng thiếu lao động và áp lực chi phí sinh hoạt trên toàn thế giới. Trong một cuộc họp chính phủ gần đây, Thủ tướng Ukraine, ông Denis Shmyhal đã nói rằng mùa đông sẽ ngày càng khắc nghiệt vì quân đội Nga chắc chắn sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở năng lượng trong những đợt tấn công tiếp theo. Ông Shmyhal cho biết, hiện tại, sản xuất điện trong nước đã đáp ứng được 70% nhu cầu tiêu thụ của người dân. Tất cả các tỉnh thành ở Ukraine đều đã được cung cấp điện trở lại, trừ khu vực Kherson. Công ty điện lực nhà nước Ukrenergo đang chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo người dân được cung cấp điện đồng đều. Ông Shmyhal thông báo, hiện Ukraine có đủ năng lượng để các hộ gia đình Ukraine có thể bật điện từ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày. Với tình hình hiện nay, lực lượng phòng không phải nỗ lực ngăn chặn các đợt không kích của quân đội Moscow và các kỹ sư phải nhanh chóng sửa chữa những cơ sở năng lượng bị hư hại. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại Ukraine.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.